Nè, nói nghe nè. Kể chuyện ma tiếp nha. Có thích không? Hồi đó thì cứ rầy tôi hoài. Trời ơi, hóng hoài à. Chờ chuyện ma của chú muốn chết luôn. Rồi bây giờ có người vô cũng rầy. Trời trời, chú kể nhiều quá nghe không kịp. Cái gì cũng bị rầy hết à. Nó chơi cho vui nha. Bây giờ nghe tiếp chuyện ma nha. Ok. Đây là chuyện bên lề lần thứ 1005 với Việt Thảo. Và lần này là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 120. Đây là những câu chuyện ma mà Vĩnh Thắng đã gửi về cho Việt Thảo. Hôm nay các bạn chỉ nghe được những cái câu chuyện ma của một người, đó là Vĩnh Thắng nha. Trong này có những chuyện như là những lần bị ma đè, rồi câu chuyện cái lá qua bướm, câu chuyện của ba Vĩnh Thắng kể lại, chuyện ông Sáu là ai, và cái lần thoát chết thần kỳ như thế nào, chuyện ma đuổi người, rồi chuyện chị ba ở trong gia đình 2 lần gặp ma ra sao, rồi chuyện em bé chết trôi sông và chuyện lạ ở trong vườn nhà em. Có thể nói đây là những câu chuyện ngắn, nhỏ, nó xảy ra gắn liền trong cuộc đời hay là trong gia đình của Vĩnh Thắng và em đã kể lại. Như Việt Thảo đã nói, đây là những câu chuyện mà các em đã viết và gửi về cho Việt Thảo qua cái địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com, là những cái chuyện mà các em đã trải nghiệm hay nghe người khác kể lại. Và có một điều đặc biệt là không phải các em là những nhà văn, nhà báo sáng tác nên những câu chuyện, những cái truyện tiểu thuyết về kinh dị để gửi về nha các bạn. Cho nên mỗi người, mỗi vẻ, mỗi kiểu chuyện khác nhau. Mong các bạn theo dõi và cùng chia sẻ với nhau. Đây là những chuyện tâm linh được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Và đây là kỳ thứ 120. Vĩnh Thắng đã viết thư Việt Thảo nhận được ngày 19 tháng 3 của năm 2019 lúc 10:46. Nội dung bức thư: Con chào chú Thảo. Lời đầu tiên con chúc chú Thảo có nhiều sức khỏe. Con đã theo dõi chú từ lúc bé, từ những tập chú cùng chú Dân Sơn và chú Bảo Liêm. Con và gia đình con rất yêu thích chú vì lối diễn và cách dẫn chương trình mộc mạc, tự nhiên, nhưng không kém phần cuốn hút và hấp dẫn người xem. Con cũng đã theo dõi chuyện bên lề của chú từ những tập đi ăn ở các nhà hàng của người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Và kết quả là con tốn rất nhiều mì gói vì nhìn chú ăn con thấy thèm lắm lắm. Tiếp theo là series chuyện ma của chú. Con mở chuyện ma nghe thay vì mở nhạc để ngủ. Vì cái giọng truyền cảm của chú giúp con đi vào giấc ngủ rất nhanh. Và sáng hôm sau phải xem lại phần đó vì nghe chưa hết tập đã ngủ. Còn tâm đắc nhất là câu chuyện lời tâm sự cuối cùng của Dũng. Và hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2019. Con mong được nghe cái kết của câu chuyện mà lâu quá. Không biết chú Dũng đã có phần 2 chưa chú? Tới đây mở ngoặt chút. Nè, nói nghe nè chú Dũng. Nếu mà chú Dũng thật sự còn tồn tại trên cõi đời này, chú Dũng không như trong cái câu chuyện chú viết là chú sẽ đi đến chỗ cái cây tầm dồ vậy đó để mà chú đi theo cái cô đó. Tôi nhớ thì như vậy. Thì chú làm ơn làm phước email dùm cho tôi một cái để mình biết rằng mình còn có nhau nghe chú Dũng. Nói tới đây tôi nhớ trước đây có một người tên là cái gì tây, quên tên rồi. Già rồi, cứ gửi những cái câu chuyện về cho tôi đọc ở trong chuyện bên lề. Rồi bẵng đi mất luôn, không thấy nữa. Nhắn tin cũng không nghe, không trả lời, không biết giờ này bệnh hoạn chết sống ra sao. Nha, gửi thơ về cho nhau một tiếng nghe chú Dũng. Rồi, xin đọc tiếp. Mở bài dài dòng quá, con vào câu chuyện của con thôi hi hi. Nói nghe nè, chú cũng đang dài dòng đó. Có những lúc mình trải lòng ra, chứ không phải cái máy vô đọc rụp rồi chấm dứt. Và cũng không phải trong phòng thu. Bữa nay ngồi chỗ này sợ quá đi. Con mình một hả? Thôi không tâm sự thôi Bi Ray. Con xin đóng góp vài câu chuyện ngắn xảy ra đối với con và một số người trong gia đình của con. Mong chú và các bạn có một câu chuyện giải trí vui vẻ. Những câu chuyện con kể xảy ra là hoàn toàn thật. Con chỉ kể cho một vài người bạn nghe và con chưa đăng trên một diễn đàn hay một kênh nào cả. Xin bắt đầu vào những câu chuyện. Chú cho phép con xưng tôi trong chuyện để chú dễ diễn đạt câu chuyện hơn ạ. Lời văn con không được hay và mượt mà nên mong chú và mọi người thông cảm. Chú cũng mong như vậy. Mong rằng lời văn của con đừng có mượt mà, vì đây không phải là viết truyện tiểu thuyết, mà con thuật lại những chuyện đã xảy ra. Càng ngắn gọn, càng rõ ràng, mạch lạc càng tốt. Không cần thêm nhân thêm nhị cho người ta sợ. Nha. Cái đó chính là chuyện tâm linh mà các bạn trải nghiệm gửi về. Bây giờ mời các bạn bắt đầu vào câu chuyện. Những câu chuyện của Vĩnh Thắng nằm trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 120. Đây là câu chuyện thứ nhất, những lần bị ma đè. Tôi đây là Vĩnh Thắng. Năm nay tôi 23 tuổi. Nếu nhớ không lầm thì tôi đã từng bị ma đè từ lúc tôi 16-17 tuổi. Thì những lần bị đè trước đây, cái cảm giác của tôi là mình có thể mở mắt được nhưng mà không có nhúc nhích được tay chân. Rồi sau đó cứ giãy dụa một chút là mình thoát ra được. Hiện tượng nó xảy ra nhiều lắm, nhưng mà cứ như vậy thì nó không có cái gì để đáng nói. Chỉ có 3 lần bị đè mà mình không quên được cho tới bây giờ. Lần thứ nhất đó là khoảng năm tôi 18 tuổi rồi, chứ không phải còn nhỏ nữa. Có một ngày nghỉ học thì tôi ngủ ở trong phòng, ngủ trễ hơn mọi bữa. Mọi bữa thì thức sớm đi học. Thì tôi ngủ ở trong phòng của tôi. Nói về căn nhà của tôi, nó có 3 căn phòng. Nhà tôi thì có 6 người. Ba với lại mẹ. Rồi tôi với chị Út. Rồi còn chị hai, chị ba. Chia như vậy là tại vì phòng, nhà có 3 căn phòng. Từ ngoài tính vào thì phòng ba mẹ trước. Hai người ngủ chung một phòng. Tôi thì ngủ chung với chị Út phòng kế. Còn chị hai, chị ba thì ở phòng trong cùng. Nhưng mà kể từ ngày chị hai và chị ba có chồng, lập gia đình, thì cái căn phòng thứ ba đó bỏ trống. Nếu căn phòng thứ ba bỏ trống thì chị Út cũng nên qua đó ở để mình chia phòng ra, mỗi người một phòng cho sướng. Nhưng mà không chịu. Tại vì cái phòng thứ ba nó không có gắn máy lạnh, nóng. Cho nên chị Út vẫn ở trong phòng và ngủ chung với tôi. Thì cái phòng nó nhỏ chật lắm cho nên không có để đồ đạc gì nhiều. Ở trong phòng cũng không để giường lớn được, chỉ để 2 cái tấm nệm thôi. Để cho tôi ngủ một cái, chị Út ngủ một cái. Tôi nhớ rất rõ hôm đó ngày nghỉ, nhưng mà chị Út thì chỉ phải đi ra ngoài có chuyện làm 6 giờ sáng rồi. Tôi thì tôi ngủ chừng nào cho đã giấc thì thôi. Lúc đó tôi nhớ là tôi nằm ngủ cũng đã giấc rồi. Thì tôi mới trở mình ra, tôi mới nằm nghiêng qua một bên, chắp tay, nhớ để trên má, nằm ngủ cho nó êm như thế này. Thì trong khi tôi mơ màng ngủ thì tôi thấy hiện ra ở trước gương mặt của tôi. Nằm nghiêng vậy, nằm thấy ở trước gương mặt. Cái gương mặt đó không ai xa lạ, là chính là gương mặt của tôi. Nó giống như là tôi nằm thế này mà ai để cái kiến ngay phía trước mặt, rồi tôi mở mắt tôi dòm thấy thì cái mặt nó nhìn với tôi, cũng nằm nghiêng như thế này. Nhưng có một điều là lúc đó cái gương mặt nó nhìn tôi với cặp mắt rất là giận dữ. Cái gương mặt rất là ghê sợ, chứ không phải mở mắt bình thường giống như tôi. Thì cái phản ứng tự nhiên tôi thấy có người nhìn tôi là tôi nhắm mắt lại cái đã. Thì tôi vừa nhắm mắt lại tôi mở ra liền. Thì cái gương mặt vẫn còn ngay trước mặt tôi. Như vậy nó không phải là giấc mơ nữa rồi. Vậy thì ai mà sao gương mặt giống hệt như tôi vậy, mà nhìn tôi với vẻ giận dữ. Thì lúc đó tự nhiên tôi mới nghĩ coi có cái người đó phản ứng sao, mà lúc đó cái người tôi cứng ngắc hết trơn rồi, không có nhúc nhích được. Tôi mới nhắm con mắt bên trái lại, thì tôi vẫn thấy cái gương mặt đó không có nhắm mắt theo, vẫn mở mắt nhìn tôi. Như vậy không phải là tấm gương, tấm kiến vậy. Nếu tấm gương, tấm kiến thì con mắt phải nhắm theo. Như vậy không phải là một sự phản chiếu từ cái tấm gương. Cho nên tôi sợ quá nhắm mắt luôn hai con mắt lại. Thì khi tôi mở mắt ra nữa thì cái cặp mắt vẫn nhìn tôi, gương mặt này vẫn nhìn tôi. Tôi nhắm mắt chặt lại. Thì đúng là khi nhắm mắt lại không thấy gương mặt đó. Nhưng nhắm mắt lại thì tôi vẫn thấy cái gương mặt đó đang nhìn tôi nữa. Như vậy cái gương mặt đó nó không phải là chỉ bên ngoài, mà nó cả ngay trong, giống như trong tiềm thức của tôi nhìn thấy luôn mặc dù tôi nhắm mắt lại. Thì vừa tới lúc đó tôi nghe có tiếng một đứa con nít khóc thét lên. Khóc mà khóc lớn đến độ tôi phải giật mình. Thì lập tức chưa kịp phản ứng thì có một cái gì đó nó nhảy lên trên người tôi, nó đè xuống mà tôi không có giãy dụa được. Lúc đó thì tôi chỉ biết nằm im chịu trận mà miệng chỉ niệm Phật thôi. Thật tình mà nói lúc đó niệm gì tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ biết chú tâm tôi niệm thôi. Niệm hết cái này tới cái khác, niệm lung tung hết. Có lẽ nhờ như vậy tôi chú tâm mà một lát sau thì người tôi tự nhiên nhẹ dần. Rồi tôi bật dậy và tôi chạy ra khỏi phòng. Lúc đó thì đã 9 giờ sáng rồi. Tôi có kể cho ba tôi nghe cái chuyện này. Ba chỉ cười. Ba mới nói: thường ngày tao kêu mày chú tâm niệm Phật mày không chịu, mày bị đẻ là phải rồi. Thiệt là ông già. Mình đã sợ mình kể ông nghe để có được lời khuyên gì, mà ông khuyên thiệt. Mà ông vừa khuyên vừa chửi tôi. Thật sự thì từ lúc nhỏ, tôi nhớ lúc đó mới có học lớp 1 hay lớp 2 thôi, là tôi đã mò được từng chữ trong cái bài kinh Pháp Hoa. Và tôi đọc, mà thậm chí tôi đã thuộc luôn cả bài kinh Pháp Hoa từ lúc học lớp 1, lớp 2. Với lại lúc đó khi mà nhà tôi còn ở Vĩnh Hòa Hưng, ở Kiên Giang, thì nhất là cái dịp Tết, cả nhà bận biệu xúm nhau để làm mứt bí. Tôi nhớ hình như là mứt bí để bán vào dịp Tết. Thì ai cũng bận hết cho nên mẹ tôi mới gửi tôi cho cô ba để giữ. Cô ba đây là người đạo Phật và rất là sùng đạo. Đêm nào cũng vậy, cô cũng tụng kinh Pháp Hoa. Rồi đêm nào tôi cũng đọc với cô. Cho nên phải nói tôi thuộc kinh Pháp Hoa và chuyên tâm mỗi đêm đều đọc cả. Có lẽ vì vậy mà trong cái thời gian trẻ tôi không có bị đè, không bị ma đè hay là bị bóng đè là vậy. Từ lúc nhỏ thì mọi người đều nói là chắc là tôi có cái căn tu. Rồi cho đến năm mà 10 tuổi là năm 2006 thì lúc đó mới dời nhà ra Vị Thanh ở Hậu Giang. Vị Thanh đi hồi xưa nó gọi là Quả Lụ. Thì lúc 10 tuổi là lúc mà tôi bắt đầu có sự thay đổi lớn. Nó không giống như lúc nhỏ nữa. Tôi trốn tôi đi chơi game. Rồi chẳng những vậy tôi còn đi chơi những cái thứ không tốt nữa. Mấy cái này kể ra không được. Nhưng mà chỉ biết rằng những cái thứ nó không có tốt. Chẳng những vậy tôi còn kết giao với bạn bè. Chơi bời lêu lỏng mà tôi còn không chuyên tâm vào niệm Phật nữa. Có lẽ bà tôi nói đúng một phần. Có lẽ tôi bị đè vì tôi không chú tâm niệm Phật như hồi còn nhỏ. Đó là lần thứ nhất. Lần kế tiếp là lúc đó tôi khoảng 19 tuổi. Thì lúc đó nhà có mua một cái bộ dáng ngựa lớn lắm. Bộ dáng ngựa là cái bộ dáng mà gọi là tấm dáng cho thật ra cái miếng nó dày vậy nè. Có cái dày vậy ngang, có cái dày cơ này. Mà có cái bộ dáng 2 tấm cũng có bộ dáng 3 tấm cũng có. Nói chung là khi 2-3 tấm dáng nó nhập lại để ở trên một cái bộ dàn chân cứng đàng hoàng thì nó là một cái giường coi như bằng cây rất là cứng. Không có cái giường nào cứng bằng đâu. Bộ dáng mà nó nặng dữ lắm luôn. Không có ai mà 1-2 người mà khiêng nổi đâu, nó nặng lắm. Nhưng đặc biệt cái bộ dáng nó chạm trổ rất đẹp, tôi còn nhớ rõ. Thì lúc đó đó chị Út đã tách riêng phòng rồi. Phòng có gắn máy lạnh rồi. Thì cái phòng tôi cũng khá rộng. Khi mà ba mua bộ dáng gỗ về thì tôi mới nói rằng thôi để trong phòng con đi, phòng con cũng rộng lắm. Thì khi mà để bộ dáng vô thì còn lại cái nệm ở trong phòng, thay vì đất tôi mới lấy cái nệm tôi bỏ lên trên cái bộ dáng để mà làm cái giường ngủ luôn. Tại vì nếu mà nằm trên bộ dáng không thì nó cứng, nó đau lưng. Để cái nệm lên cho nó êm. Có một điều là bộ dáng thì lớn mà cái chiếc nệm nó nhỏ, cho nên khi mà tôi để chiếc nệm lên thì dọc theo cái thành nệm đó nó còn dư ra được một khúc cỡ 2 tấc như vậy. Thì cái chỗ đó là tôi để sách vở gì đó để mà ban đêm tôi ngủ, tôi không có đùa nó xuống đất. Ngủ mà mình để trên nệm ngủ không được. Tại vì cái tật tôi mà đi học về thường thường tôi bày lắm, liện cặp vở về liện bà nó lên trên cái nệm đó. Đến khi ngủ thì tôi mới đẩy nó xuống ngay chỗ cái đường khoảng 2 tấc đó giữa tấm nệm và ở trên cái tấm dáng của cái bộ dáng. Đó, đại khái như vậy. Thì có một đêm khoảng 2-3 giờ khuya, trong khi tôi đang mơ màng chưa có ngủ hẳn thì tôi có cái cảm giác có ai đó mở cửa đi vô phòng tôi. Mà tôi mở mắt ra nhìn thì tôi không thấy ai. Tại vì nằm trên cái bộ dáng gõ, bộ dáng, gọi là bộ dáng gõ cũng được nha, cây nó cứng lắm, bộ dáng ngựa đó, bộ dáng gõ. Thì tôi ngoái mắt nhìn đó thì không thấy ai. Mà tôi nghe có tiếng mở cửa, ai đó đi vô phòng tôi. Như vậy thì cái người này không có đứng đó, mà tôi nghe cả tiếng chân đi vào nữa, đi tiến về phía tôi. Mà nhìn không thấy thì trong đầu tôi nghĩ ngay cái người này chắc phải thấp lắm. Tại vì nó đã thấp vượt khỏi cái tầm mắt của tôi nhìn không thấy. Và người đó đang tiến đến bộ dáng ngựa rồi leo lên. Phải nói lúc đó người tôi cứng ngắc, không có nhúc nhích được. Miệng thì muốn mở ra la cũng không được. Và không biết cái người đó nó thấp cỡ nào, mà hình như nó đang cố gắng nó leo lên bộ dáng ngựa. Cái chỗ tôi nằm, nó leo làm sao mà nguyên cái đống sách vở tôi để dọc theo cái chỗ khoảng hở hồi nãy á, nó lọt ào xuống đất hết. Rồi nó leo lên được, nó lên người của tôi. Thì tôi dùng dãy cũng không được. Tôi niệm Phật tới một chút thì nó cũng bỏ đi. Lúc đó thì người tôi nhẹ nhõm, tôi mới bật dậy. Thì tôi bò ra tôi bật đèn cho sáng lên. Phải nói lúc đó tôi sợ thiệt. Tại vì cái đống sách vở mà tôi để trên bộ dáng ngựa. Tôi ngủ trên nệm, bình thường không có bao giờ đụng đậy mà lọt xuống đất. Vậy mà nguyên cả đống sách đó, nó rớt xuống đất hết. Thấy như vậy tôi sợ quá. Thôi kệ nó, tôi thò tay tôi kéo cái mền, rồi tôi trùm lên đầu tôi ngủ lên. Cho tới khi cái báo thức nó báo reo lên là lúc đó trời đã sáng rồi. Khi thức dậy thì tôi có nói với ba cái chuyện xảy ra. Thì ba cũng phán một câu giống như vậy. Do mày lười không có niệm Phật, rồi mày lười lao động nên mày yếu, nó đè hoài là phải rồi. Cũng y như vậy, và đến giờ phút này chưa bao giờ mà tôi cúng kiến về chuyện đó cả. Đó là lần thứ hai. Lần tiếp theo là ở chỗ trọ ở khu Hòa An. Tôi ở trọ khu Hòa An tại lúc đó tôi đang theo học tại trường đại học ở Cần Thơ. Học đại học rồi mà bị đè thì vẫn đè. Thì lúc đó tôi ở cùng phòng với một người bạn. Người đó ngủ ở dưới, còn tôi thì ngủ phía trên gác. Mà ở trên gác thì nó có đóng một cái la phong. Thì cái la phong đó người ta đóng sát nhau lắm. Có những cái kẻ hở nho nhỏ nhưng mà không có lớn. Thì trên la phong thường hay có tiếng động rột rẹt của chuột chạy vào ban đêm. Thì tôi nghe riết rồi cũng quen. Từ cái tiếng chuột kêu chít chít hay là nó chạy, cái tiếng động nó quen lắm. Nhưng mà không bao giờ nó rớt xuống được, tại vì nó đóng sát lắm, chỉ chạy ở trên thôi. Có một lần tầm cỡ khoảng 1 giờ sáng, sau khi tôi tắt hết điện thoại, không có lên mạng nữa, không chat chít gì hết, tôi nhắm mắt tôi ngủ. Tôi bỗng nghe cái tiếng rẹt rẹt, giống như là có ai đang nhai cốm dẹp, hay nhai cái bắp rang, hay nhai cái gì đó mà rột rẹt ở ngay bên lỗ tai. Và có đôi khi nó kêu lớn đến độ tôi tưởng giống như ai muốn cắn vô ngay cái lỗ tai mình, muốn sát vậy đó. Thì lúc đó tôi mới nghĩ trong bụng là không lẽ mấy con chuột mà ở trên La Phong nó xuống tới đây được. Mà La Phong thì nó đâu có hở đâu, thì làm sao nó xuống được. Lúc đó tôi mà mở mắt ra nhìn lên thì tôi thấy có một người ngồi sát ở bức tường. Khuôn mặt thì trắng bệch à, râu ria thì nó tua tủa, mà tóc thì dài. Miệng thì đang nhai nhóp nhép cái gì đó, mà nhìn thì đỏ lòm. Nó giống như là người ta đang nhai trầu vậy. Mà người ta nhai trầu gọn thì không thấy, đằng này nhai mà tù lua ra thấy đỏ hết. Đúng là nhai trầu. Phải nói lúc này tôi điếng người hết rồi. Vì nó không phải là trong giấc mơ nữa, mà cũng không phải bị ma đè. Rõ ràng thì tay chân tôi vẫn còn cử động được. Mà cái người ngồi giữa vách tường đang nhìn tôi, vừa nhìn vừa nhai trầu là ai đấy. Rồi trước cái cảnh đó tôi sợ quá, tôi mới đưa tay tự nhiên thôi, chứ không có chú ý tâm nữa. Sợ quá rồi thò tay tôi kéo cái mền rồi tôi trùm lên đầu, trùm kính như thế này. Cái việc đầu tiên trước khi phản ứng làm cái gì không cần biết. Cái việc đầu tiên là thò tay kéo của mình trùm lại cho chắc ăn cái đã. Tôi lúc đó tôi định la lớn lên, nhưng mà không dám. Tôi không biết cái người đó là ai. Bây giờ lỡ tôi la lớn lên mà người đó có cái phản ứng làm hại tới tôi thì làm sao đây? Lúc đó cái tâm trạng tôi hoang mang lắm. Thì tôi nằm tôi trùm mền, tôi vẫn mở mắt để yên đó. Rồi tôi mới lén lén tôi nhìn qua cái mền. Vì cái mền nó mỏng lắm, nói là cái mền đen như nó mỏng dính à. Thì qua cái ánh đèn ngủ tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được cái bóng, cái người mà ngồi ăn trầu hồi nãy đó. Thì bây giờ là cái bóng đen chẳng còn lù lù ngồi nơi đó. Thì tôi mới nhìn thoáng qua chưa được bao lâu thì cái bóng đen đó giống như xẹt một cái bay ra ngoài mất. Phải nói lần đầu tiên tôi thấy cái chuyện lạ. Vì tôi quá sợ cho nên tôi không có dám nhúc nhích mà cũng không dám kêu la. Và tôi nằm chịu trận như vậy. Rồi một chút tôi ngủ quên lúc nào không hay cho tới sáng. Sáng hôm sau thì tôi có kể lại cho bạn tôi nghe. Tôi kể luôn cho mấy đứa bạn ở cái phòng nghe nữa. Có đứa nói nó cũng có bị đè, nó cũng bị kéo mền. Riêng cái thằng bạn ở chung phòng với tôi nói nó không tin. Nó nói nó ở chung phòng với tôi sao nó không thấy mà tôi thấy. Nó không bị đè sao tôi đè. Và nó nói rằng từ nhỏ tới lớn nó chưa từng bị đè bao giờ. Cho nên những cái gì tôi nói nó không tin. Rồi tôi hỏi mày có đọc kinh không? Nó không có. Chưa bao giờ tụng kinh đọc kinh. Nó không thuộc kinh gì hết. Đó là điều lạ. Tôi là người từng đọc kinh, niệm Phật, thuộc kinh Pháp Hoa mà bị đè hoài. Trong khi cái thằng này nó không biết kinh kệ gì hết mà nó không bị đè. Cho đến bây giờ lâu lâu thì tôi vẫn có cái cảm giác bị đè, nhưng mà không có ghê sợ như những lần đó nữa. Đó là những câu chuyện mà tôi đã bị đè từ nhỏ cho đến năm 19 tuổi. Đây là những câu chuyện trải nghiệm mà ba tôi kể lại. Ba kể cái câu chuyện mà lần đầu tiên ba gặp tiên. À, nghe nó cũng lạ lắm. Năm nay thì ba tôi đã 61 tuổi rồi. Thường ngày thì ba có cái thói quen là đi ra ngoài vườn, tưới cây, trồng cây, rồi chăm sóc, quét dọn sạch sẽ. Phải nói là ba là người rất vui tính. Ba vui lắm. Mà ba nói bậy, ba nói tục cũng vui nữa. Mà khi nói về Phật Pháp, đạo lý rất nghiêm túc thì ba nói cũng rất là hay. Nên mọi người ai cũng quý và tôn trọng ba. Có thể nói chỗ nào ba đến là nó vui vẻ. Rồi cái chỗ nào mà muốn quậy phá thì ba cũng quậy được. Mà cái chỗ đàng hoàng, nghiêm túc, có tính cách tôn nghiêm, tôn giáo thì ba vẫn thể hiện được. Ba coi như là người từng trải và hiểu biết rất nhiều. Thì ba kể hồi xưa ba ở An Giang lúc đó khoảng 10 tuổi thì ba có đi học võ nhiều thầy bà lắm. Ba đi học võ Thiếu Lâm nè. Thì có ông thầy Mỹ đen dạy taekwondo, tức là nó gọi là taekwondo là tay chân, đạo tay chân là... thái cực đạo. À, taekwondo là thái cực đạo. Thái cực đạo, dạ, taekwondo. Cái te, cái chữ te và chữ quanh là nó từ hai cái chữ chân tay, dùng chân để mà đánh nhau. Nhưng mà Việt Nam dịch ra đó là thái cực đạo, cái môn võ của Đại Hạ. Lúc đó tướng ba nhỏ lắm, ba rất nhỏ con. Nhưng mà ba đánh võ thì ai cũng phải ngán. Cho dù dân có học võ mà gặp ba thì cũng ngại lắm ạ. Tại vì ba cũng liều mạng lắm. Nhưng mà ba nói dù là dân học võ nhưng mà ba cũng gặp ma hoài. Tôi cười nghĩ trong bụng, làm như ma sợ võ vậy đó, ma sợ người có võ vậy đó. Có một lần ba nói là ba may mắn mà không phải là gặp ma mà lại gặp tiên. Ba nói chuyện như vẫn chơi. Thì ba kể như thế này. Có một lần ba đi chơi, lúc đó cũng trễ rồi, 5-6 giờ chiều, nhá nhem tối rồi ba đi chơi. Thì sau khi đi chơi với các bạn ra thì mọi người tách nhau để đi về. Thì ba nán lại chơi thêm một chút. Cho đến khi lúc ba chuẩn bị đi về thì lúc đó ba còn có mình. Thì ba nghe có tiếng cười giỡn ở phía sau. Ba nghe ai cười không biết, đang giỡn với nhau vui lắm. Thì ba lấy làm lạ, ba mới nấp sau cái bức tường. Thì ba mới lén nhìn coi thấy có một đám con nít. Cái đám con nít cũng tầm tuổi của ba, 9-10 tuổi vậy thôi. Nó đang chơi ở trên cái đoạn đường mà có hàng me nước. Ui cha, nó giỡn, nói chuyện vui lắm. Thì ba lén lắng tai ba nghe thấy tụi nó nói. Nè, coi tao làm con bướm nè. Ba nghe, ba cũng ngạc nhiên. Tụi nó... Tụi nó bẻ cái lá me nước. Rồi nó chắp hai cái lá me nước lại. Rồi nó buông ra thì có một con bướm bay lên. À, nó ngộ như vậy. Cái lá me nước bình thường, nó bẻ cái lá me nước, nó chắp hai cái lá me nước lại, nó buông ra thành con bướm bay lên. Nó cứ chơi như vậy mà nhiều lắm. Chơi quá trời, bướm bay lên như vậy. Chơi một hồi có lẽ chán thì có đứa mới nói thôi, mình đi chỗ khác chơi tụi bay ơi. Vừa nói xong thì cả bọn biến mất hết. Thì lúc đó ba nghĩ đây là những người tiên. Giống như con nít mà tiên. Cho nên nó chơi vui vẻ, đứa nào cũng đẹp hết. Thì lúc đó ba mới đi tới cái chỗ mà nguyên một cái đám con nít hồi nãy nó chơi bẻ cái lá me nước, nó nhập lại thành con bướm đó. Thì ba cũng đến, ba bẻ hai cái lá me nước. Rồi ba chắp lại thì nó cũng thành con bướm bay lên thật. Ôi cha ơi, ba thấy vui quá, ngộ quá. Cái ổng mới dối tay bẻ hai chiếc lá nữa, chập lên nữa, buông ra. Thì cái lá lại rớt xuống đất, nó không bay nữa, không có thành con bướm giống như hồi nãy. Ông tức quá, ông bẻ nữa ông chập lại, bỏ ra, nó lại rớt. Cứ như vậy. Chỉ một lần duy nhất nó là con bướm bay lên, nhưng những lần sau thì chiếc lá vẫn rớt xuống đất. Ba về ba kể lại cho mọi người nghe. Thì có người tin, có người không tin. Thậm chí ngay bây giờ, nói việc này ra, bảo đảm hầu như cũng không ai tin. Mà ba thì ba kể như vậy đó. Không biết thiệt hay giả, nhưng mà ổng kể vậy. Mà ổng nói rất là thiệt luôn. Với cái tánh tình của ba tôi thì tôi cũng không biết được. Có khi ổng là người vui vẻ, hoạt bát, muốn cho có chuyện nói để cho mọi người vui. Có thể ổng tạo ra một cái câu chuyện thần tiên như vậy để nghe cho vui mà không có sợ. Đó là mình nghĩ cho ba như vậy. Hay là ba gặp thiệt, mình không biết. Cho nên đây là câu chuyện do chính ba trải nghiệm và ba kể lại cho mình nghe. Mình kể lại thiệt cho các bạn nghe. Còn nếu ổng nói dốc thì mình cũng là người nói thiệt chứ không phải nói dốc. Nói thiệt cái chuyện của ba nói dốc. Ba có nói chuyện ba kể là thiệt. Tại vì ba là cái mẫu người của những con người khoảng năm 60-70. Những cái con người thời đó phải nói là ít có lọc lừa, ít có độc ác, giống như thời buổi bây giờ. Con người lúc đó người ta sống với nhau rất là tình cảm. Và cái tuổi thơ của anh em của ba là một cái tuổi thơ rất đẹp. Hình như lúc đó ba chưa bao giờ nghe có những cái vụ án giết người hay là phạm tội man rợ như bây giờ. Ngay cả thực phẩm lúc đó cũng không có bẩn, thực phẩm cũng không có dùng hóa chất. Vả lại, mọi người nói lúc đó dùng bẫy núi. Bẫy núi là tên gọi bây giờ, trước kia người ta gọi là Thất Sơn, là cái vùng của đất Phật. Và các vị tu thiền hay pháp sư, võ sư thì ở đó nhiều lắm. Tiên cũng có, ma cũng xuất hiện nhiều, và các loại bùa ngải cũng không có thiếu. Cho đến cái cuộc chiến tranh xảy ra thời Pháp, rồi tới thời Mỹ, nó đã ảnh hưởng tới vùng quê ấy rất nhiều. Một cái vùng quê yên bình, một cái vùng đất để tu tập. Rồi những cuộc tàn sát của Khmer Đỏ phải nói là đầy máu và sự tang thương cho người dân ở nơi đó. Nhưng có lẽ nơi đó cũng là nơi mà gieo duyên để cho ba và mẹ gặp nhau. Vì sau khi chạy giặc về Kiên Giang thì ba đã gặp mẹ ở nơi đó. Đây là câu chuyện ba và chú Tám gặp ma. Phải nói những câu chuyện này là những câu chuyện thật, được kể lại cho nghe. Nó không có hư cấu, cho nên nó không có hấp dẫn như là những chuyện ma như người ta đặt ra để hù, để dọa nhau. Ba nói câu chuyện của ba nó xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đó ba mới có hơn 10 tuổi. Thì lúc đó ba đi chơi. Chú Tám đây là em của ba, te rẹt, mét ông nội. Cho nên ba mới lại cú đầu chú Tám một cái. Cái tội mày te rẹt hả? Mày nhiều chuyện, cú đầu một cái. Thì anh em mà đánh nhau vẫn chơi là chuyện thường tình lắm. Thì chú Tám mới quay lại rượt ba để đánh lại. Ba bỏ chạy. Thì như những lần giỡn đùa trước đây, cứ đánh nhau rồi chạy rượt thôi. Thì ba chạy, chú Tám cứ rượt. Thì khi mà chạy một lát thì ba tình cờ thấy được có ông Sáu. Ông Sáu đây là một ông ở chung xóm với ba. Ông mặc bộ pyjama màu trắng. Ông đang đứng ở bức tường cái nhà gần đó. Thì khi mà chạy tới đó, ngoài sau chú Tám rượt nà tới sát rồi. Ba chạy, nếu mà nói chạy bán mạng thì cũng không đúng, mà phải chạy như vậy bị người kia rượt đánh mà giỡn. Giỡn thôi nhưng phải chạy, không chạy nó quánh. Thì khi thấy ông Sáu như vậy mừng quá, ông đứng ngay chỗ cái vách tường. Thì mới nhào tới định ôm ông Sáu rồi núp sau lưng ông Sáu. Thì chú Tám sẽ không tới đánh ba. Thì khi mà ba chạy lại ôm ông Sáu, nhào tới ôm ông Sáu thì ba đụng luôn vô bức tường ở sau lưng ông Sáu. Cái chuyện lạ là ba ôm ông Sáu mà ôm không được ông Sáu, mà lại xuyên suốt qua ông Sáu, đụng vô thẳng trong bức tường luôn. Thì lúc đó chú Tám, ổng chạy rượt tới, ổng thấy ổng mới la lên: "Hiệp Phúc, ma, chạy lẹ đi." Rồi hai anh em ùa nhau bỏ té chạy. Kêu hia đây là tại vì người qua người Tiều lúc đó kêu anh của mình bằng hia. Và Phúc đây là tên của ba. Thì chú Tám thấy cái người anh của mình nhào lao vô vách tường vậy, và thấy cái ông Sáu đứng đó mà trong suốt như vậy, thì mới la lên kêu: "Hia ơi, Hia Phúc ơi, chạy ma, chạy." Thì khi chạy về tới nhà, hai anh em gặp chú An. Thì thấy hai người vừa chạy vừa la nên mới kêu lại hỏi. Ba mới nói với chú An là gặp ma. Thì chú An này đó cũng dân chơi lắm, mà cũng cứng rắn lắm. Ông mới hùng hổ, ông nói: "Bây giờ ba thằng mình đi lấy cây đi bắt ma nè. Ba thằng đi không có sợ. Nó mà dám lại đó hả, là tao quánh nó liền." À, ngon. Chú An nói ngon lắm. Ba nghe nói gì cũng yên tâm. Thì ba người cũng đi. Thực ra bắt cái gì? Đi để coi con ma nó ra làm sao. Mà tại sao mà giống như người mà ôm không được. Với lại đi ba người cũng đỡ sợ đi. Thì lúc đó ba lại đi trước, chú An lại đi giữa, mà chú Tám đi cuối. Có lẽ chú An nói mạnh nhưng mà chắc ông cũng sợ, đi ngay giữa chứ không dám đi đầu nữa. Ba đi đầu. Thì khi tới chỗ cái hồi nãy đó, mới núp ngoài sau cái bức tường để lén coi ông Sáu bây giờ còn đứng đó không. Thì ba người thấy rõ ràng cái bóng ông Sáu, ông lướt đi, chứ ông không có đi bình thường, ông lướt giống như bà ấy. Ông cứ đi vòng vòng cái chỗ đó. Vừa thấy cảnh đó thì chú An là người năng nổ nhất, hùng hổ nhất, gan dạ nhất hồi nãy giờ đòi đi bắt ma đó, lại là người quăng cây đầu tiên bỏ chạy. Thì chú An chạy rồi thì ba với chú Tám làm sao dám ở lại. Ba người chạy hết, chạy về để gặp lại ông nội, kể cho ông nội nghe. Thì ông nội đi ra nữa, dẫn ba đứa đi ra tới nơi nữa thì không thấy bóng ma của ông Sáu đâu. Ông nội thì ông không có tin vô ma, mà từ trước giờ ông cũng không thấy ma. Nhưng mà hầu như tất cả người trong nhà con thì ai cũng đã từng thấy qua. Đây là câu chuyện nói về chú Tám và lần thoát chết thần kỳ. Đúng ra thì chú Tám chết, nhưng mà trong giấc mơ, cái sự quyết định của chú Tám, có lẽ đó là cái quyết định đúng đắn nhất để cứu cuộc đời của chú. Khi chú Tám còn nhỏ thì có một cái trận dịch rất lớn xảy ra, làm cho nhiều đứa con nít bị bệnh lắm, và có rất nhiều đứa chết. Chú Tám thì cũng bị bệnh. Chú bị sốt, bị nóng, mê man. Phải nói ngày xưa thì không có thuốc men giống như bây giờ. Ở nhà chăm sóc thôi, mạnh ai lấy lo. Đứa nào qua khỏi thì qua, không có coi như chết. Chết la liệt, chết đầy được. May mắn sao chú hết bệnh sớm. Và chú đã kể là một giấc mơ của chú. Chú đã thấy được trong lúc chú bị nóng sốt mê man. Ai cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao chú lại có thể mau mắn hết bệnh như vậy. Trong lúc mà chú nóng sốt mê man thì chú thấy ông Bình. Ông Bình thì ông đã mất cách đây không có lâu, là người đã chết rồi. Thì chú mơ chú thấy ông Bình đang dẫn theo một đám con nít. Mà cái đám con nít này khi nhìn mặt thì đứa nào cũng quen hết. Chú cũng biết tên tụi nó, tại vì chơi trong xóm với nhau mà. Thì có mấy đứa đó nó chạy lại, nó rủ chú Tám đi chơi. Rồi chú lại, nó nắm tay chứ, tụi nó lại nó nắm tay chú, nó lôi đi. Nhưng mà chú lúc đó cảm thấy trong người không có khỏe, cho nên chú từ chối, chú không có đi. Chú đẩy ra, chú nói chú mệt quá, chú muốn nằm nghỉ à. Thì mấy đứa nó cứ thuyết phục chú hoài, kêu đi đi, đi chơi vui lắm. Thì nói chú cũng không đi, chú mệt. Thì sau đó chú thấy ông Bình mới dẫn mấy đứa đó đi chơi tiếp. Thì sau đó chú giật mình thức dậy. Thì cái bệnh tình của chú lúc đó, cái cơn sốt nó hạ xuống, hạ nhiệt từ từ và giảm dần rồi chú hết bệnh. Khi thuật lại câu chuyện này, chú nói những cái đứa mà lại rủ chú đi chơi, những cái tên đứa đó, thì người trong làng cho biết những đứa mà chú kể tên đó nó mới bị bệnh dịch chết hết rồi. Mà ông B đây, ông Bình đây là cũng là người đã mất cách đây không lâu. Như vậy thì những đứa trẻ mà chú Tám gặp là những đứa hiện đang còn sống. Ông Bình là người đã chết. Ông Bình đang dẫn mấy đứa nhỏ đi, và những đứa nhỏ đang rủ chú Tám cùng đi theo. Nếu mà lúc đó chú Tám nghe lời những đứa nhỏ đi chơi, thì liệu chú Tám có còn sống tới bây giờ không? Điều đó không ai biết. Gia đình tôi thì gồm có 7 người. Ba mẹ tôi là 2 người, có 5 người con nữa là 7. Trong 5 người con thì có một anh lớn, rồi ba chị tiếp theo là 4, và tôi là Úc. Như vậy tất cả 7 người. Có một điều là khi anh lớn sinh ra được vài tháng là mất. Cũng vì một cái đợt bệnh dịch của năm 78-79. Thì khi đó mọi người không có biết, mê tín mới cho rằng có một cái người đến bắt hồn mấy đứa nhỏ đi, thì gọi là bà bắt hồn. Thì tôi mới tự hỏi cái bà này là ai mà cứ đi bắt những cái đứa trẻ vô tội như vậy. Mọi người không giải thích được. Cho đến khi sau này y tế gọi đó là dịch bệnh, như là dịch thủy đậu mùa hay là dịch bệnh tay chân miệng lở gì như bây giờ chẳng hạn. Mọi người nói anh là một đứa nhỏ rất đẹp trai, mà ảnh rất là dễ cười lắm. Mọi người rất là thương, đặc biệt là ba mẹ. Ba mẹ mà thí dụ ba đi đâu về mà gần tới, ảnh thấy thôi là mở miệng cười liền, rất là dễ thương. Thì trận dịch lúc đó đến chỗ quê ngoại, thì lúc đó ba mẹ và các con đều ở đó hết. Cái đợt bệnh xảy ra làm anh bị mất. Mà trong khi anh mất đi, anh chết là đang lúc mẹ ôm anh ở trong tay, ngay trên chiếc giường mà ba mẹ ngủ hàng đêm. Có lẽ anh chết trong cái trận dịch đó rất là oan ức. Và cũng có lẽ anh còn yêu thương ba mẹ, cho nên cái linh hồn của anh nó còn vướng víu ở nơi cái chiếc giường đó, cái nơi mà anh chết trong vòng tay của mẹ. Thì có một lần cô hai của tôi ghé ở đó chơi và ngủ lại. Thì cô hai trong khi ngủ thấy ảnh lại đuổi cổ đi. Ảnh nói là cái giường này là giường của ảnh, không có được ngủ ở trên đó. Cô hai giật mình thức dậy và nói cho mọi người biết. Cô hai dời qua chỗ khác ngủ thì không thấy ảnh nữa. Và ba cũng là người hay gặp anh trong giấc mơ. Thì ba có kể lại là sau khi gặp anh, ba mới kêu thôi con đi tu đi, hãy theo Phật Pháp. Và sau cái lời khuyên đó chắc có lẽ anh nghe lời ba. Thì từ cái giấc mơ hôm đó coi như giấc mơ cuối cùng, cái ngày mà ba con đi tu, thì sau này không còn thấy ảnh nữa. Đây là chuyện nói về chị ba hai lần gặp ma. Chị ba là cái người lấy chồng sớm nhất ở trong gia đình. Năm 2007 là chị có chồng rồi. Thì 2 năm sau, tức là 2009, chị ba có bầu và sinh đôi, được một trai và một gái. Bé gái thì 2,5 kg, nhưng mà bé trai thì ồ ọt chỉ có 2,2 kg. Phải nói hai đứa bệnh hoài à, yếu lắm. Cho nên cái chuyện đi về bệnh viện là cái chuyện thường xuyên. Thì lúc đó mẹ mới gọi chị về nhà để cho mẹ dễ chăm sóc. Thì như đã nói, nhà tôi có 3 phòng. Phòng đầu là phòng ba mẹ, tiếp theo là phòng của tôi, và phòng cuối là của chị hai. Thì chị hai bây giờ mới nhường cái phòng cuối và đi qua phòng tôi ngủ. Ngày hôm đó vào buổi tối thì chị ba ngủ cùng chồng với hai đứa con. Chị có cảm giác là có ai đang mở cửa đi vô phòng chị. Theo chị kể lại, đó là một người đàn bà tóc dài. Nhưng mà có một điều là nhìn lên khuôn mặt thì không thấy mắt, không thấy mũi, không thấy miệng, không thấy lỗ tai. Coi như là một cái khuôn mặt mà chỉ là da liền lạc như thế này. Cái lời chỉ kể một cái người mà có vóc dáng, có tay chân, có mặt mà không có mắt, mũi, miệng, thì người ta gọi đó là ma vô diện hay quỷ vô hình. Quỷ không mặt. Thì cái người đàn bà này khi mở cửa vào mới nhào vô chụp hai đứa nhỏ. Thì lúc đó chị mới ôm hai đứa nhỏ giành lại. Nó mới nắm tóc của chị để mà lôi đi. Thì lúc đó chị nhìn qua thấy chồng của chị đang nằm ở đó, mà chị gọi mà chị không có mở miệng được. Chị cũng dùng dãy dữ lắm để ôm chặt đứa con ghệ mà chống chọi lại, mà chồng chị cũng không hay biết. Thì chị lúc đó chị không còn cái gì cứu cánh được, chị mới nhớ sực, chị mới niệm Phật. Chị cứ ôm con chặt như thế này mà niệm Phật, nhắm mắt mà niệm Phật. Thì niệm Phật một lát thì chị không thấy giằng co nữa, và buông ra thì nó đã biến mất rồi. Lúc đó thì chị không có dám kể lại với mọi người. Nhưng lúc đó chị thường niệm Phật nên không còn gặp cái chuyện đó xảy ra nữa. Thì mãi sau này lúc hai đứa đã lớn thì chị mới kể lại cho mọi người nghe. Chứ hồi còn nhỏ cũng không dám nói. Mẹ nói mới sinh em, chị còn rất yếu. Chị lại phải sinh, chị sinh mà phải mổ ra để đưa đứa bé ra nữa. Thì hai đứa nhỏ cũng yếu. Nên có lẽ nó muốn bắt đi. Nhưng có lẽ nhờ dòng tình thương của chị và sự che chở của Phật, cho nên nó không có làm được con của chị tổn thương. Cái lần thứ hai là lần xảy ra ở trong xóm gần nhà. Cách nhà tôi thì 4-5 căn. Có một cái cô kia, cổ mất năm đó cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Tôi thường gọi chồng bà là bác ba, nên tôi gọi bà là bác ba gái. Có điều chị ba đi ra ngoài ít khi về nhà, dù là đang ở gần nhà. Chị không có biết cái chuyện bác ba gái này đã mất rồi. Có một hôm thì chị đi về nhà cũng tầm cỡ 6 giờ hơn. Thì lúc đó buổi chiều trời cũng vừa sập tối. Chồng chị chở chị về, khi đến chỗ vườn chuối, cách nhà bác ba gái đó khoảng từ 20 đến 25 thước. Thì chị thấy bác ba gái đang đi bộ, mà đi chậm rãi lắm, đi ở trên con đường. Và nhìn mặt bác thì rất là buồn. Chị ba cũng quen với bác ba gái này, cho nên chị mới gọi: "Bác ba, bác ba đi đâu mà trời tối vậy bác ba mà đi?" Bác ba gái không có trả lời, mà chỉ tiếp tục bước đi tiếp. Thì xe chạy mà chỉ gọi tiếp: "Bác ba, bác ba." Nhưng mà bà không vẫn trả lời, vẫn không trả lời. Thì chị ba mới sang qua, xoay qua nói với anh, với chồng chị: "Đó là vợ của bác ba đó, nhà ở phía trước nè. Mà không hiểu hôm nay sao, chứ bình thường bác vui vẻ lắm, bữa nay kêu mà bác không có trả lời luôn." Thì người chồng nói: "Anh cũng thấy bác ba gái và anh cũng ngầm cho qua thôi, anh cũng không nói chuyện nữa." Khi về tới nhà thì chị quên luôn cái chuyện đó. Vài ngày sau thì chị lại quay qua bên nhà vào buổi sáng. Thì khi qua bên nhà mới thấy bác ba trai đi qua nhà mượn bàn ghế. Thì khi gặp bác ba, chị mới hỏi: "Ủa, nhà có đám giỗ hay đám tiệc gì hả bác?" Bác ba trai mới trả lời: "Hôm nay là 100 ngày của bác gái, lát mời con qua chơi luôn." Ủa, chị mới ngạc nhiên hỏi: "Ủa, con mới gặp bác ba gái mấy ngày trước mà. Con còn gọi mà bác ba không có trả lời." Bác ba trai mới nói: "Chắc con nhìn lộn rồi. Nay đám 49 ngày, bộ con không có hay bác gái mất sao?" Chị chỉ ậm ừ để cho qua chuyện. Hình như chị đã hiểu ra chuyện gì đó. Khi bác ba về rồi, chị mới quay vào hỏi ba. Ba mới nói: "Chắc là bác ba gái về thăm nhà." Chị cứ miên man suy nghĩ mãi. Nếu lúc đó chị gọi bác ba gái, mà bác ba gái quay lại trả lời, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Và đây là cái câu chuyện nói về em bé chết trôi sông. Có một bà mẹ, bà đang sống độc thân cùng với một đứa con trai. Phải nói là đứa nhỏ rất dễ thương và mọi người yêu mến lắm. Đứa bé được lên 5 tuổi. Vào một ngày thì người mẹ có một cái giấc mơ kỳ lạ. Người mẹ thấy là đứa bé này nó té sông và cái đầu nó bị đập vào trong đá. Không có ai cứu nó kịp, nó chết. Sau khi tỉnh dậy thì người mẹ rất sợ. Nhà thì ở kế bờ sông nữa, cho nên gọi là nhốt thì không đúng, nhưng mà giống như vậy. Người mẹ lúc nào cũng đóng cửa kỹ lưỡng và giữ con trong nhà, không dám cho con đi chơi ở bên ngoài. Nó mới có 5 tuổi mà, nhà lại gần bờ sông, mà giấc mơ này nếu nó thiệt thì thiệt là đáng sợ. Cũng cỡ một tuần rồi, thì em muốn đạp xe đạp chơi mà trong nhà chật quá muốn ra ngoài đạp. Em nói mẹ ơi, con muốn đạp xe đạp, đi chơi. Thì người mẹ thấy cũng một tuần trôi qua đâu có chuyện gì đâu. Đó bất quá chỉ là một giấc mơ thôi. Không lẽ mình nhốt con trong nhà hoài, cho nó đạp xe đi chơi. Em vui lắm, em lấy xe đạp, dẫn ra em đạp. Em đạp lên trên cây cầu. Thì em cũng đi rủ bạn chơi, 5 tuổi rồi, nít mà. Em chạy làm sao mà em lạc tay lái, em đâm sầm xuống sông luôn. Cây cầu này không có cái lan can, dòng nước thì chảy xiết. Nó kéo em ra sông lớn luôn. Mọi người, người mẹ từ trong nhà nghe người ta la, tại vì có người thấy đứa bé té chạy ra. Cũng như mọi người đó thấy đứa bé nó bị dòng nước đẩy, lúc trồi lúc ẩn, lúc hiện, cứ lên xuống như thế này rồi mất. Ui cha, người mẹ khóc lóc, xỉu lên xỉu xuống, cứ kêu tên em. Không biết làm sao, mọi người có người biết bơi nhảy xuống, rồi có người lấy chài lưới, kéo, kiếm. Nhưng mà không có thấy em đâu cả. Cho đến hôm sau thì mọi người mới tìm thấy em. Em đã trôi xuống cỡ khoảng 2-3 cây số, tấp vào một cái bập dừa nước ở gần nhà của tôi. Rồi một người chài lưới, lúc đó đi chài tôm chài cá mới thấy, tìm được em và mang xác em về với người mẹ. Giấc mơ nó đã trở thành hiện thực. Và đây là những câu chuyện xảy ra trong vườn nhà của tôi mới mua. Ba tôi mua một khu vườn rộng 14 công tầm nhỏ, khoảng 14.000 thước vuông để mà trồng trọt. Cái người mà bán khu vườn này, họ bán luôn hết cái khu vườn, có cả cái căn nhà. Rồi nó sập xệ lắm, ba mới sửa lại, nhìn được hơn lúc đầu một chút. Nhà này nó có ngôi mộ của người chủ nhà. Tại vì ổng mất chưa có lâu, cho nên người ta chưa có bốc mộ được. Thôi thì gia đình cũng để như vậy. Giá cũng rẻ, cũng được. Cái người chết thì đã chết, mộ thì đã chôn cất rồi. Thôi cứ để yên như vậy cũng không sao. Những câu chuyện xảy ra là kể từ khi ba và mẹ tôi đi vào đó ngủ để canh chừng. Canh gì? Tại vì ở nhà có mua phân thuốc, sợ bị người ta lấy trộm nên phải vào đó ngủ để canh. Trong giấc ngủ, ba tôi nằm mơ thấy có một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi đi vô rủ ba tôi ra ngoài nói chuyện. Ba tôi không dám, tại không quen. Cổ còn nhỏ nữa, không dám đi ra nói chuyện, không có muốn đi theo. Thì lúc đó cô ta kéo ba tôi đi không được, mới xoay qua muốn lôi mẹ tôi đi. Lúc đó ba tôi hết hồn hết vía, mới la lớn lên. Ba tôi cũng lỗ mãn lắm. Không có được đụng vợ tao, mày mà đụng vợ tao tao giết mày á. Sau khi hét lên rồi thì thấy cô gái bỏ đi. Rồi lúc đó ba cũng giật mình tự dậy, tỉnh dậy. Và từ đó trở về sau thì trong giấc ngủ ba không có nằm mơ thấy cô bé đó nữa, cô gái đó nữa. Nghe ba kể lại hình như đó là em của người chủ nhà cũ đã bị mất lúc còn nhỏ, lúc khoảng 20 tuổi. Đó là câu chuyện ba kể lại. Riêng bản thân tôi thì cũng từng bị đè ở trong căn nhà đó 2 lần. Tôi từng ngủ trưa sau những giờ ra phụ ngoài vườn. Mỗi lần mà tôi đang ngủ ở trên chiếc ghế dựa, cái ghế dựa là cái ghế ngồi lắc lư như thế này. Mình nghiêng ra thì mình nằm luôn được, mà mình ngồi lên thì ngồi đứng được. Sau cái giấc ngủ thì tôi thấy, tôi ngồi dậy có một cái bàn tay to lắm ôm lấy ngực tôi mà kéo ngược lại. Tôi mới đưa tay chụp lên được đôi bàn tay đó, thì tôi rờ vào thấy nó ấm áp. Tay rất to, là tay của người đàn ông. Tôi mới cố hết sức kéo đẩy mạnh cái tay đó ra. Thì may mắn lúc đó có người gọi nên tôi bật dậy được, và cánh tay đó cũng biến mất luôn. Giống như có người nào ngồi sau ghế mà chơi ôm tôi mà kéo ngược ra sao vậy. Cái lần nằm thứ hai, mơ thứ hai đó là cũng đang giấc ngủ trưa. Tôi có cảm giác có một đứa con nít nó đến, nó leo lên người tôi, nó ngồi. Tôi cố ôm nó, đẩy nó ra được. Thì tôi mới vừa đẩy một đứa ra, thì có nhiều đứa khác nó lại leo lên và đè nữa. Đứa thì đè chân, đứa đè tay, đứa đè ngực. Đè tôi cứng ngắc, cái này không nhúc nhích được. Tôi không thấy rõ hình ảnh tụi nó. Nhưng mà những cái đè tay chân nó nhỏ nhắn là những đứa con nít chứ không phải là người lớn. Mà hình ảnh thì tôi không thấy. Thì có một đứa nó được bè đò, nó không như những đứa khác đè tay chân tôi mà nó bò lên trên tới ngực tôi rồi. Nó ngồi đưa tay nó chặn cổ như thế này. Thì lúc đó là tôi sợ lắm rồi. Mệt lắm, mồ hôi đổ ra. Tôi mới niệm Phật một lát thì tôi thoát ra được cái cảm giác đó. Sau này hỏi lại thì tôi mới biết ở đó nó có một đám con nít. Cái đám con nít này nó bị chết đuối ở dưới sông, ở trước nhà. Thường thì nó chọc phá mọi người. Có lẽ vì tôi yếu bóng vía nên mới bị nó đè như vậy. Có lẽ là nhà này không có ai ở lâu ngày, cũng không có ai cúng kiến, nên lâu lâu vào ngủ là bị phá. Trên đây là những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua những giấc mơ, cũng như nghe ba hay là những người trong gia đình kể lại, hay nó xảy ra trong những người, cho những người trong gia đình tôi. Và tôi đã viết thành những câu chuyện để gửi về cho chú Việt Thảo kể cho mọi người nghe. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và khi nào có thời gian thì sẽ kể tiếp, gửi về cho chú. Chúc chú có nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Ký tên Vĩnh Thắng. Các bạn vừa theo dõi Chuyện Bên Lề lần thứ 1005 với những câu chuyện ma của Vĩnh Thắng, được nằm trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 120. Nè, nói cho nghe nữa nè. Hôm nay tôi sẽ bay đi qua Florida. Dự định là thu hình những bữa ăn ở một nhà hàng. Nhưng mà tôi có sự thay đổi. Nếu thu hình nhà hàng, bữa ăn, thì cái thời gian thu hình mấy ngày liền, ăn bao nhiêu món ăn, rồi sau đó thời gian cắt ráp edit, để lên ít nhất cũng phải 9-10 chuyện bên lề. Thì như vậy bắt buộc phải ngưng cái phần kể chuyện ma lại. Tôi muốn giải thích rõ điều này, có nhiều bạn không hiểu. Trong khi tôi giới thiệu chuyện bên lề về ẩm thực, thì vẫn có người hỏi sao không kể chuyện ma nữa hả chú? Hay có người nói chắc chú ngưng kể chuyện ma luôn rồi. Tại vì các bạn không hiểu. Trong khi thu hình là mất thời gian rồi, cả ngày, cắt ráp cả đêm. Còn thời giờ đâu nữa mà ngồi kể chuyện ma. Mà khi đăng lên thì đăng nó liên tục. Cái chuyện ẩm thực của người ta cho nó xong, rồi tới chuyện ma. Chứ mình không có xen kẽ vào, làm mất cái sự liên tục của cái review ẩm thực đó. Cho nên nếu đi thu hình lần này thì chuyện ma phải ngưng lại. Mà những câu chuyện ma của các bạn gửi về rất nhiều. Hiện giờ đang kể của tháng 3. Còn nhiều chuyện của tháng 3 chưa xong. Còn tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Nhiều lắm. Tôi quyết định sắp xếp lại và dành hết thời gian trong những ngày sắp tới kể tiếp những câu chuyện ma. những câu chuyện trải nghiệm của các bạn gửi về. Có một điều các bạn yên tâm, tôi không dành thời giờ cho tôi đâu. Tôi không cần ngủ nhiều. Tôi không làm gì khác ngoài cái thời gian phải bay, phải di chuyển, phải làm MC cho những chương trình ca nhạc được tổ chức. Cuối tuần này thì cái chương trình văn nghệ ở tại Florida của công ty điện tử Teletron tôi phải làm, không bỏ được. Ngoài ra thời gian còn lại ở trong hotel liên tục kể hết những câu chuyện của các bạn gửi về theo tuần tự. Tôi không phân biệt nó là hay hay dở, miễn các bạn gửi về tôi đều đọc cả. Những câu chuyện nào các bạn viết không rõ ràng, tôi chịu khó đọc kỹ sửa lại cho nó rõ. Viết câu văn đọc không hiểu thì sửa lại cho hiểu. Viết trật chữ khó đọc, sửa lại cho đúng để đã dễ đọc. Có người kêu tôi nên để nhạc vô cho nghe đã, nghe cho đã. Tôi hứa rồi, đây không phải là tiểu thuyết ma, chuyện ma để làm cho người ta hồi hộp sợ phải để thêm nhạc, không cần. Cứ để bình thường như vậy. Mục đích mình không phải là câu khách, câu view hay là làm cho người ta sợ nhát người ta, mà là lưu giữ lại những cái câu chuyện thật xảy ra trong dân gian mà các bạn là những người sưu tầm, góp nhặt, gửi về. Việt Thảo là người giữ gìn nó để lưu truyền lại. Tôi giữ sự trung thực đó. Những chuyện ngắn nào của các bạn gửi về thì tôi nhập lại chung cho nó đủ để kể. Chứ nếu có một chuyện ngắn ngủn kể 5-7 phút, kể ra mọi người coi 5-7 phút tôi bị rầy nữa. Thôi sắp xếp lại dài một chút. Ai thích ngắn thì coi một chút ngưng, ai thích dài thì coi tới. Có phải không nè? Đơn giản. Cho nên các bạn yên tâm. Trong thời gian sắp tới, các bạn nào yêu thích chuyện ma sẽ có nhiều lắm để coi nhé. Rồi, tâm tình chúc cho các bạn yên tâm. Còn các bạn nào thích coi ẩm thực, thôi tùy duyên. Có thời giờ mình thu, không có giờ ngồi kể chuyện ma. Có người nói thôi đừng kể chuyện ma, thu hình ẩm thực đi chú. Nếu trong thời gian chưa đi thu hình ẩm thực mà mình không kể chuyện ma thì mình làm cái gì? Không lẽ ngồi chờ khi nào có ẩm thực? Phải không nè? Thông cảm đi. Ok, ngồi tâm tình chút cho vui. Sau khi kể này xong rồi, cuốn đồ lại mà chạy. Tôi á, rời cái hotel này, đi ra phi trường. Trưa nay 1 giờ trưa mới có chuyến bay. Bây giờ mới có 3-4 giờ sáng. Đi ra phi trường làm gì? Tại vì ở đây cái wifi nó chậm quá. Mình làm xong rồi, ráp nối xong rồi, mình upload lên, nó chạy nguyên một ngày chưa được mấy % nữa. Làm sao? Tới bao giờ các bạn mới có coi? Thôi kệ nó. Chịu khó đi ra ngoài phi trường, vô trong lounge ngồi. Ở đó wifi mạnh hơn. Rồi mình edit cắt ráp tại đó luôn, upload luôn, rồi cho có cho mọi người coi. Nhé. Đó, nói cho các bạn biết sinh hoạt của Việt Thảo là vậy đó. Rồi, nói chuyện nhiều quá rồi, cho nó vui một chút xíu. Tôi biết các bạn buồn ngủ lắm rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyện bên lề kế tiếp là chuyện bên lề thứ 1006. Nha! Thank you and I love you. Hello Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện bên lề của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện bên lề, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chợ đào đó. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chợ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghương chợ đào.com. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đổ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đổ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đổ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, Chuyện Bên Lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem, đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen. Chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4 tới 6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter ở số điện thoại là 714 833 8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.